Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cựu chiến binh Thanh Hóa. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin hoạt động, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn mô hình chăn nuôi ngựa Bạch Hồng, hướng đi mới cho phát triển kinh tế của Hội Cựu chiến binh thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu gắn với các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh, giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ làm mới, sửa chữa 100 ngôi nhà nghĩa tình cựu chiến binh, phát triển thêm 2.500 hội viên mới, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Tại hội nghị, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh đã khen thưởng cho 184 đơn vị, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2023. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, một số trường học trên địa bàn thành phố đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường, xã tổ chức chương trình nói chuyện truyền thống cho học sinh. Với chủ đề Uống nước nhớ nguồn, các học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học đã được nghe hội viên Hội Cựu chiến binh các phường, xã nói chuyện truyền thống về lịch sử vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những chiến công oanh liệt, những chuyện xúc động của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến cứu nước đã giúp các em học sinh hiểu rõ được giá trị lịch sử, sự hy sinh mất mát của các thế hệ cha ông đi trước. Từ đó giáo dục các em cố gắng phấn đấu rèn luyện và học tập để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã chủ động sáng tạo triển khai nhiều cách làm riêng hiệu quả. Qua đó góp phần cùng với chính quyền và nhân dân các địa phương từng bước hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2017-2022, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động hội viên hiến trên 894.000 m2 đất, đóng góp hơn 10 tỷ đồng và hàng vạn ngày công để mở rộng, nâng cấp đường giao thông, hè phố, làm nhà văn hóa, khu thể thao thôn phố. Hội cựu chiến binh các cấp cũng đã thành lập được 220 câu lạc bộ bảo vệ môi trường với trên 2.200 hội viên tham gia, lắp đặt trên 2.000 thùng thu gom rác thải đồng ruộng, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, nhiều gia đình cựu chiến binh đã gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế. Toàn tỉnh có 17 sản phẩm OCOP do cựu chiến binh là chủ thể sản xuất. Nhiều trang trại, vườn mẫu của gia đình cựu chiến binh đưa bà con học tập kinh nghiệm. Ban chấp hành hội viên các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực làm tham mưu cho cấp ủy và chính quyền, nhận một việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Cán bộ hội viên cựu chiến binh tăng cường hơn nữa cái công tác phối hợp giữa hội cựu chiến binh để cùng với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và nhân dân thực hiện tốt cái phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã đảm nhận và thực hiện có hiệu quả những phần việc cụ thể, thiết thực và phù hợp trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Qua đó tạo sức lan tỏa để mọi người, mọi nhà cùng chung sức, đồng lòng đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 và tình hình suy thoái kinh tế, nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định đã gặp phải khó khăn trong phát triển sản xuất. Để khắc phục những khó khăn này, từ đầu năm 2023, Hội Cựu chiến binh thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định đã tìm hiểu và đưa vào xây dựng thí điểm mô hình chăn nuôi ngựa Bạch Hồng, một hướng phát triển chăn nuôi mới, kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với chăn nuôi truyền thống trước đây. Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định luôn là lực lượng đi đầu trong tham gia phát triển kinh tế ở địa phương. Hội đã có 2 gia đình hội viên làm trang trại, 22 gia đình hội viên làm gia trại, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, từ cuối năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và tình hình suy thoái kinh tế, nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn thị trấn gặp khó khăn về đầu ra sản phẩm. Nhiều mô hình đã phải dừng sản xuất. Trước tình hình chung ấy,
câu lạc bộ cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế của thị trấn Yên Lâm đã linh hoạt tìm tòi những hướng đi mới, giúp hội viên vượt qua khó khăn. Thì câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế cùng với hợp tác xã chăn nuôi nghiên cứu tìm tòi và tìm kiếm mô hình mới. Và hai cái hợp tác này đã tổ chức một cái chuyến thăm tại Thái Nguyên và Bắc Giang về cái mô hình chăn nuôi ngựa. Qua tìm hiểu nghiên cứu thì thấy mô hình chăn nuôi ngựa tương đối là tốt, ổn định. Thì sau đó câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế của cựu binh cùng với hợp tác xã chăn nuôi về nghiên cứu thêm. Và anh em quyết tâm là đưa con ngựa về Yên Lâm. Gia đình hội viên cựu chiến binh Phạm Văn Nam, tổ dân phố Thăng Long, thị trấn Yên Lâm, trước đây có 3 khu nhà chăn nuôi hơn 2.000 gà, 50 con lợn giống và lợn thịt. Mô hình kinh tế này đã từng phát triển tốt, có hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, từ sau dịch COVID-19, sản phẩm chăn nuôi của gia đình tiêu thụ chậm, sản xuất thua lỗ, anh đã phải dừng chăn nuôi. Đầu năm 2023, khi được cùng đoàn Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân của thị trấn đi tham quan mô hình nuôi ngựa thương phẩm tại Thái Nguyên và Bắc Giang, anh Nam đã quyết định đầu tư hơn 80 triệu đồng để mua 2 con ngựa bạch hồng giống Mông Cổ về nuôi. Sau hơn 5 tháng chăn nuôi thử nghiệm, anh Nam đã tin tưởng vào giá trị và hiệu quả kinh tế mà ngựa bạch hồng sẽ mang lại cho gia đình. So với các cái con vật nuôi khác như con trâu, con bò thì con ngựa có cái dễ nuôi hơn rất là nhiều. Một đây là về cái thức ăn này con ngựa ăn rất là ít. Đấy, và về cái sức để mà chăm con ngựa thì cái thời gian chăm con ngựa thì ít hơn đối với con trâu, con bò. Sau này theo nhu cầu của gia đình tôi á thì sẽ có cái hướng đây là sẽ đề nghị sẽ chăn nuôi thêm, mở rộng thêm cái mô hình nuôi ngựa này. Mình thấy mô hình nuôi ngựa thì đến bây giờ là tính toán thì cái nuôi con ngựa này cũng là một cái hiệu quả mang lại kinh tế cho gia đình. Cũng giống như gia đình anh Nam, gia đình hội viên cựu chiến binh Nguyễn Thiện Thế ở tổ dân phố hành chính thị trấn Yên Lâm cũng đã đưa vào nuôi thử nghiệm 2 con ngựa bạch hồng giống Việt từ tháng 5 năm 2023. Anh Thế cho biết, sau một thời gian nuôi và chăm sóc trong điều kiện tự nhiên của địa phương, giống ngựa bạch hồng phát triển sinh trưởng khá tốt, khả năng kháng bệnh cao, đầu ra của sản phẩm được đơn vị cung cấp giống bao tiêu nên rất ổn định. Anh Thế dự định sẽ tiếp tục đầu tư vào con nuôi này trong năm tới. Hiện nay, hội viên Hội Cựu Chiến binh thị trấn Yên Lâm đang nuôi thử nghiệm hơn chục con ngựa bạch hồng. Bước đầu có thể thấy giống ngựa này phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Giá thu mua ngựa bạch hồng cũng cao hơn so với ngựa thường, nên kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ chăn nuôi. Khi về đây chăn nuôi thì con giống ngựa Mông Cổ thì có trọng lượng khoảng 1 tạ 8 đến 1 tạ 9. Giống ngựa Việt ta thì khoảng 80 cân. Và qua 5 tháng chăn nuôi các hộ gia đình hiện nay ấy, thì giống ngựa Mông Cổ đã có khoảng 2 tạ 9 3 tạ cho một con. Và cái giống ngựa Việt của ta thì khoảng 1 tạ 4 đến 1 tạ 5. Như vậy cho thấy giá của nó thì hợp tác xã chăn nuôi cùng với câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế hợp tác với hợp tác xã chăn nuôi của tỉnh Thái Nguyên, họ thu mua cho ta cái giá ổn định. Đấy. Đối với cái giống mà họ cung cấp cho mình thì họ thu mua với giá 140.000 cho 1 kg. Còn nếu như mà giống ngựa có họ xuất cho mình mua trọn vẹn toàn bộ thì họ mua 190.000 cho 1 kg. Thì như vậy là báo cáo đồng chí là sau 5 tháng chăn nuôi đến giờ phút này thì chúng tôi đánh giá là con ngựa nuôi về cuối năm thì sẽ phát triển được khả quan và đem lại kinh tế cho hộ chăn nuôi. Về sắp tới thì hiện nay là hội cựu binh cũng như là các hợp tác xã chăn nuôi rất nhiều đồng chí đang theo dõi, thì các cái gia đình đã đến kỳ xuất rồi, họ sẽ xuất hiệu quả kinh tế đúng như theo hợp đồng thì sẽ mở rộng cái mô hình này. Mặc dù mới triển khai chăn nuôi thử nghiệm nhưng những đánh giá ban đầu cho thấy mô hình nuôi ngựa bạch hồng đang là hướng đi mới phù hợp với lợi thế về đất đai và khí hậu của địa phương. Hy vọng rằng đây sẽ là mô hình kinh tế mới mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên Hội Cựu Chiến binh thị trấn Yên Lâm. Chuyên mục Cựu Chiến binh Thanh Hóa hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.